Đỗ Mỹ Linh được bạn trai thiếu gia cầu hôn vào tháng 7/2022. Đám cưới được cho là sẽ sắp diễn ra. Mới đây, Đỗ Mỹ Linh đăng tải clip gây chú ý trên Story. Đó là khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam 2016 dẫn bố đi may vest. Clip lập tức thu hút sự quan tâm, ai nấy cho rằng nàng hậu đang trục trịch chuẩn bị cho đám cưới với con trai hậu hiến, thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của netizen mà thôi, thật hư ra sao thì chỉ Đỗ Mỹ Linh sẽ rõ. Trước đó, nàng hậu cũng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh chồng chiếc váy trắng. Thời gian qua, cặp đôi liên tục bị soi là khi hẹn hò. Thậm chí, Đỗ Mỹ Linh còn thường xuyên xuất hiện bên đại gia tin đồn. Đặc biệt theo nguồn tin riêng, thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã cầu hôn Hoa hậu Việt Nam 2016 trong chuyến đi Đà Nẵng vào tháng 7 vừa qua. Công dây cầu hôn của cặp đôi diễn ra tại Enter, khu nghỉ dưỡng hạng sang nổi tiếng ở Đà Nẵng. Đỗ Mỹ Linh bị bắt gặp khoảnh khắc thân mật thiếu gia nhà tài phiệt vào tháng 7/2022 tại Đà Nẵng. Cặp đôi được cho là đã đính hôn vào đúng dịp này. Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam 2016 xuất hiện bên tình tin đồn được chính người trong gia đình Đỗ Vinh Quang đăng tải. Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai út của Bầu Hiển. Anh hiện là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Thiếu gia từng có thời gian du học tại Anh trước khi về nước làm việc. Mặc dù vướng tin đồn hẹn hò đã lâu, song cả Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.